Thế tiên là cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Hải Phong cho cái chủ đề về cho chủ đề mục tiêu, thì em cảm thấy vô cùng ý nghĩa và rất là thấy thú vị. Thì bài mục tiêu là cái bài đầu tiên, là cái bài mà được chia sẻ ở trong cái giai đoạn đầu tiên của quá trình học. Vì sao? Tại vì tất cả mọi người ai đến với cả cái khóa học này cũng phải biết là mình muốn gì, mình đặt mục tiêu của mình là sao. Nếu mà anh đến mà anh vu vơ và anh không biết rằng mình định làm cái gì thì nó quả thật là một cái sự nó vô định và không rõ ràng, gây mất thời gian cho cả bản thân của mình và cho bản thân người khác. Thì em cũng xin phép được chia sẻ những cái bài học mà thông qua bài giảng của anh Hải Phong em có thể nắm bắt được. Đấy là trước tiên ấy, thì để mà làm bất kỳ điểm gì đó giống như là việc tham gia khóa học này cũng thế thôi, là chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của cuộc đời của mình là đi từ điểm A đến điểm B, hay là trong trường hợp mà anh có xác định một cách vô định từ điểm A xong anh đi vòng qua điểm C xong là anh lại mới quay trở lại điểm B, thì như thế rất là mất thời gian và như thế nó không phải là con đường ngắn nhất để chúng ta có thể đạt tới cái mục đích của mình. Cái điểm thứ hai đấy là khi mà chúng ta xác định được mục tiêu ấy, đấy chính là những cái sự truyền cảm hứng khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn hoặc là cản trở trên cái con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Cái việc mà xác định mục tiêu nó sẽ xoay quanh cái bánh xe cuộc đời của mình thông qua 8 cái mảnh ghép. Vậy thì đối với em ấy, thì trong các cái mảnh ghép đấy bao giờ nó cũng phải đặt một cái vẽ cho cái bánh xe cuộc đời, chính là một bước vẽ đầu tiên là sức khỏe. Thế thì từ những cái đấy thì mình sẽ có những cái mình có thể làm tất cả những cái mục tiêu khác. Vậy thì mình sẽ chia nhỏ cái mục tiêu từ dài hạn là lớn hơn 5 năm cho đến trung hạn và cho đến ngắn hạn là 1 năm. Và trong cái quá trình mà thiết lập mục tiêu, bao giờ chúng ta cũng phải trả lời được câu hỏi đấy là tại sao chúng ta lại muốn như thế. Nếu mà anh không biết rằng tại sao anh muốn thì đến một cái thời điểm là xong tự dưng mình lại thấy rằng là mình cũng không biết là tại sao mình muốn, thì quả thật là nó khá là mông lung. Nên hãy xác định ngay từ đầu mục tiêu của bạn là gì, tại sao là bạn muốn như thế. Trong cái công thức be nhân do bằng have ấy, thì quan trọng nhất là cái yếu tố các bạn xác định được mình muốn cái gì, mà từ đó xây dựng các cái năng lực cần có và xây dựng các kế hoạch hành động để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Thì em xin phép là kết thúc cái bài chia sẻ và những cái nội dung của bài mục tiêu.